Do ảnh hưởng của mưa lũ, tại km 20+800 trên quốc lộ 15 thuộc địa phận xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa, xuất hiện vết nứt lớn trên đỉnh Ta Luy Dương, có nguy cơ sạt lở cao, đe dọa an toàn của 10 hộ dân với 38 nhân khẩu và 2 xưởng chế biến lâm sản. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý khẩn cấp vết nứt, có phương án đảm bảo an toàn cho các hộ dân sống trong khu vực bị ảnh hưởng. Theo hình ảnh đoàn kiểm tra của xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa chụp lại vào trưa ngày 6 tháng 9, những vết nứt trên quả đồi này nằm sát quốc lộ 15 qua địa bàn Bản Đỏ của xã Phú Thanh. Ngày 16 tháng 9 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại vị trí này. Đến nay, Công ty Cổ phần Quản lý Đường bộ 2 Thanh Hóa đã huy động nhân lực phương tiện thực hiện việc hạ tải, cắt cơ đồi Bản Đỏ, chống nguy cơ sạt lở. Ước tính khối lượng đất đá hạ tải cắt cơ khoảng 60.000 mét khối. Ban quản lý bảo trì và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng đã triển khai các đơn vị quản lý thực hiện đào hạ tải đảm bảo không để xảy ra sạt lở. Ban đã chỉ đạo đơn vị triển khai các cái máy móc đào hạ cắt các cơ từ cái đỉnh cung trượt từ trên đỉnh cung trượt trở xuống và vận chuyển để giảm bớt trọng lượng của cung trượt. Về phía huyện Quan Hóa, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục tuyên truyền giám sát đảm bảo an toàn cho các hộ dân trong khu vực ảnh hưởng. Từ ngày 6 tháng 9 đến nay, 10 hộ dân sống ở khu vực này vẫn phải sơ tán đến ở nhờ nhà người thân. Tôi có 10 hộ bị ảnh hưởng và 10 hộ thì đã di rời đến nơi an toàn và trong thời gian di rời thì cũng đảm bảo cái đời sống sinh hoạt cho người dân. Thì trong 10 hộ thì có một hộ là nguy cơ rất cao, chúng tôi cũng đã bố trí sắp xếp vào tái định cư san ghép theo đề án 4845. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đánh giá điểm sạt lở đồi Bản Đỏ xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa rất phức tạp, nằm sát quốc lộ. Do đó, việc xử lý triệt để nguy cơ cần phải theo dõi và tính toán kỹ. Trong quá trình thi công, các bên liên quan cũng tổ chức các điểm chốt điều tiết giao thông, dự kiến sử dụng đường cũ cho xe máy để giảm tải cho quốc lộ 15, đảm bảo an ninh trật tự khu vực.